Tường Vi lại gặp gỡ quý vị khán giả thân yêu qua chương trình Đẹp để tự tin. Có thể nói làm đẹp là một nhu cầu vô cùng bức thiết của chị em phụ nữ luôn. Nhưng mà làm đẹp ở đâu nè, làm đẹp như thế nào để hiệu quả, để an toàn thì luôn là một câu hỏi mà có thể nói là truyền tay nhau liên tục trong những cái buổi bàn về những chủ đề làm đẹp của chị em phụ nữ. Và ngày hôm nay thì chương trình Đẹp để tự tin sẽ giúp cho các bạn có thể giải đáp những thắc mắc đó cùng với những bác sĩ có chuyên môn vô cùng cao. Trước khi đến phần trò chuyện với bác sĩ thì chúng ta hãy cùng đến với tình huống của chương trình để xem chủ đề ngày hôm nay là gì nhé. Trời, gì nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em giống gì vậy? Có gì không? Nhớ nghe nè. Em là Cánh Hòa đúng không? Dạ, chẳng lẽ em là Vân Anh? Nhưng em là chị biết rồi. Nhưng mà sao chị vẫn thấy em đúng là Khánh Hòa, em gái của chị. Nhưng mà chị vẫn thấy em không phải là Khánh Hòa, em gái của chị. Chị nói gì em không hiểu. Trời ơi, nói thiệt là chị giải thích sao ta, Đây. Nè, em nhìn thấy em không? Đó, em chụp, em đăng Facebook hồi tuần trước cũng đúng rồi. Mà sao bữa nay chị nhìn thấy em á, nó không giống cái tấm hình này cho lắm á. Tức là nhìn vẫn ra em, nhưng mà vẫn không phải là em. Ủa, lại nói vậy nữa rồi, tức là sao ta? Thôi được rồi, bà nói rối lắm, nhưng mà em hiểu rồi. Là sao? Ý là em đẹp hơn, đúng không? Đúng, đẹp hơn. Mà nhìn nó lạ chứ không phải là giống như là em hôm nay em trang điểm đẹp hơn. Không phải đơn giản là như vậy đâu, không phải là do trang điểm. Thôi em thú thật với chị luôn là em có đi làm sửa chữa đó, em cải tạo đây đó. Thì nè, em có làm cái này nè, làm cái này nữa nè, rồi em làm tan cái này nữa nè. Tức là cái gì nói cụ thể hơn coi, trời ơi, em càng nói càng rối đó. Nè, là em có đi sửa mũi. Sửa mũi? Nè, nhưng mà không có dao kéo gì nha, em sợ dao kéo lắm. Sửa mũi mà không dao kéo là sao? Trời ơi, bây giờ có nhiều công nghệ tiên tiến lắm. Mình có thể làm đẹp mà không có cần phẫu thuật gì hết mà. Không. Nhưng mà rõ ràng chị gặp em mới cách đây khoảng 5-6 ngày thì là chị vẫn thấy em như cũ mà. Nhưng mà nếu em chích em sửa cái gì đó thì nó phải, chị phải thấy được cái dấu hiệu đó chứ. Không hề luôn. Nếu mà chị đi phẫu thuật á thì chị đúng là phải cần có thời gian để mà phục hồi, nghỉ dưỡng. Mình phẫu thuật nhờ nhiều khi còn để lại sẹo. Đúng rồi, chị làm cái phương pháp này hả là không có sẹo gì hết. Ôi, sao hay vậy ta. Sao em mình nó nhỏ mà nó cập nhật công nghệ giỏi dữ vậy trời. Bây giờ chị mới hiểu phụ nữ sao càng ngày càng đẹp mà vô cùng tự nhiên. Nói nghe nè. Gì? Chị cũng muốn được đẹp giống như em. Theo em, mai đẹp liền. Ok. Và các bạn cũng đã thấy rồi đó, với chủ đề là tạo hình gương mặt không phẫu thuật, Tường Vi đã mời đến đây thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Na, giảng viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ giúp cho các bạn trả lời tất tần tật những thắc mắc về vấn đề đó nha. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp để tự tin ạ. Chị ơi, hôm nay là chủ đề của chúng ta tạo hình gương mặt không cần phẫu thuật. Không biết là chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả thông tin về vấn đề này được không ạ? Ở Việt Nam thì khoảng 5 năm, nhưng mà trên thế giới thì hơn 10 năm trở lại đây. Thì một cái xu hướng được xem là một bước tiến mới trong cái ngành làm đẹp và đồng thời cũng tạo ra rất là nhiều cái sự yêu thích cho các cái tín đồ làm đẹp, đó là tạo hình gương mặt nhưng mà hoàn toàn không phẫu thuật, chỉ bằng các cái mũi tiêm chích vẫn có thể thay đổi được một cách rất là rõ rệt các cái đường nét ở trên khuôn mặt của chúng ta chỉ với khoảng 15 đến 30 phút cho một cái vùng điều trị. 15 đến 30 phút thôi mà chúng ta đã có thể thay đổi được rồi. Nhưng mà em không nghĩ là vùng nào ở trên gương mặt của chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp này đúng không ạ? Thực sự nếu như mà nói là 100% các cái vùng trên gương mặt đều có thể dùng phương pháp này thì cũng không đúng lắm. Nhưng mà cũng khoảng 80%. Có thể kể đến đơn cử như ví dụ như khuôn mặt của chúng ta, cái mũi này. Yeah. Ví dụ như một cái mũi thấp có thể thành một cái mũi cao hơn, hoặc là cái cánh mũi hơi bè to có thể làm thu gọn lại. Thứ hai, ở vùng cằm, chẳng hạn như làm cho một cái cằm đang ngắn hoặc là bị thiếu về cái độ đầy á, trở nên nhọn ra, dài ra và đầy về phía trước để cân xứng với các cái tỷ lệ trên khuôn mặt. Hoặc là hiện tại thì cái xu hướng khuôn mặt V-line, rất là nhiều người trước đây nghĩ rằng là muốn có cái gương mặt V-line thì chúng ta sẽ phải phẫu thuật để mà gọt khối xương hàm vân vân. Tuy nhiên hiện nay vẫn có một cái phương pháp tiêm để mà làm thon gọn cái góc hàm.
khoảng chừng 15-20 phút thôi là mình đã thấy kết quả ngay lập tức luôn hả bác sĩ? Ở châu Âu á, người ta gọi cái phương pháp làm đẹp mà tạo hình không phẫu thuật này là phương pháp làm đẹp giờ nghỉ trưa. Nghĩa là sao? Nghĩa là người ta rất là bận rộn, người ta chỉ có khoảng 1-2 tiếng nghỉ trưa để cho chuyện ăn trưa, nghỉ trưa. Thì bây giờ 1-2 tiếng đồng hồ đó hoàn toàn có thể đến gặp bác sĩ tư vấn trong khoảng 15-30 phút. Sau đó có thể chuẩn bị cái vùng điều trị và điều trị trong vòng 15-30 phút tiếp theo. Nghĩa là hoàn toàn trong 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể đạt được một cái hiệu ứng thẩm mỹ thay đổi rõ rệt. Đối với filler, nghĩa là một cái hình thức để mà tạo cái đường nét trực tiếp cho mũi, cho môi, cho cằm, cho những cái vùng rãnh và hõm, thì cái hiệu ứng thẩm mỹ có thể thấy được ngay sau điều trị. Nghĩa là ví dụ như em vừa tiêm xong, 15 phút sau cái khuôn mặt em đã có sự thay đổi về đường nét rồi. Còn đối với cái tạo hình bằng Botox để mà làm thon gọn góc hàm hoặc là để xóa đi những cái nếp nhăn trán, nếp nhăn cau mày, nếp nhăn đuôi mắt vân vân, thì cái thời gian tác dụng và cái hoạt tính của thuốc nó cần cái thời gian lâu hơn, trung bình khoảng từ 1 cho đến 2 tuần sau. Khi mà mình vừa mới thực hiện cái phương pháp mà tạo hình không phẫu thuật á, thì mình có cần một cái chế độ nghỉ dưỡng hay là một cái lưu ý gì đặc biệt không? Bác sĩ, mình cũng có một vài cái lưu ý nhỏ. Thứ nhất là cái vùng điều trị chúng ta tránh đụng chạm chà xát, đặc biệt là cái động tác massage ở trên vùng đó. Một cái lưu ý thứ hai là chúng ta nên tránh cái sức nóng trực tiếp vào khuôn mặt sau điều trị khoảng 1 tuần đầu. Và một cái điểm vô cùng quan trọng nữa đó là những cái vận động mạnh hoặc là những cái vận động quá sức. Chẳng hạn như mình tập thể dục thì mình vẫn thực hiện được, nhưng mà đừng có quá. Bởi vì dù sao mình cũng đưa một cái vật thể mới vào bên trong cơ thể của mình. Chính vì vậy cho nên là vẫn nên có một cái chế độ nhẹ nhàng vài ba ngày sau đó để mà chúng ta yên tâm hoàn toàn về hiệu ứng. Em thấy như vậy thì cái này nó quá là nhanh nè, nó hiệu quả mà có thể ngay lập tức luôn. Thì đâu có ai sử dụng cái phương pháp cũ nữa để làm cái gì. Như vậy thì cái này nó có ưu điểm hay là khuyết điểm gì ạ? Thực ra mọi cái phương pháp làm đẹp đều có ưu và có nhược của nó. Cái việc mà chúng ta điều chỉnh bằng cái phương pháp không phẫu thuật á, thì nó chỉ duy trì một cái thời gian ngắn, trung bình trong khoảng từ 6 tháng cho đến 2 năm. Cái này vừa là ưu cũng vừa là nhược. Nó sẽ là ưu điểm với những cái người mà luôn luôn mong muốn cái khuôn mặt mình nó tự nhiên nhất, cũng như là có thể theo được những cái xu hướng làm đẹp tùy theo thời điểm mà nó không đóng khung khuôn mặt mình giống như trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cái nhược điểm đó là nó không có giữ được vĩnh viễn. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại hoài. Và khi mà chúng ta lặp đi, lặp lại như vậy thì đương nhiên cái vấn đề thời gian hoặc là cái vấn đề chi phí nó cũng sẽ đội lên hơn so với các cái phương pháp phẫu thuật. Cái nhược điểm thứ hai đó là cái hiệu ứng thẩm mỹ có đạt được hay không trong những cái phương pháp tạo hình không phẫu thuật nó lại phụ thuộc rất là nhiều vào các cái yếu tố sau. Thứ nhất, cái sản phẩm chúng ta sử dụng nó phải là một cái sản phẩm được chứng nhận có chất lượng và an toàn. Thứ hai, cái tay nghề. Tại vì đối với tạo hình khuôn mặt không phẫu thuật thì bác sĩ nó như một cái người nghệ sĩ vậy. Là cái người sẽ làm cho cái đường nét biến đổi theo cái hướng như thế nào. Do đó cái tay nghề và cái cảm thụ về cái đẹp của cái người bác sĩ nó vô cùng quan trọng. Và một cái điểm thứ ba nữa, đối với những cái phương pháp tiêm, đặc biệt là tiêm chất làm đầy, thì nó có một cái rủi ro rất lớn nếu như chúng ta tiêm không đúng kỹ thuật và cái chất làm đầy này nó vào trong mạch máu. Nó gây ra cái tình trạng tắc nghẽn mạch máu hoặc là chèn ép mạch máu, thì nó có thể gây ra những cái biến chứng, chẳng hạn như tình trạng hoại tử hoặc là cái tình trạng thiếu máu nuôi, và dẫn đến là sự biến dạng ở cái khu vực mà chúng ta đang thực hiện cái tạo hình không phẫu thuật. Điều này có nghĩa rằng khi đặt lên một cái bàn cân để chúng ta so sánh giữa phẫu thuật hay không phẫu thuật, mỗi bên đều có cái ưu riêng, cái nhược riêng, và việc chúng ta lựa chọn phương pháp nào nó sẽ tùy thuộc vào cái sở thích, vào cái mong muốn, cũng như là phụ thuộc vào cái sự thông minh của chúng ta khi mà lựa chọn cái người bác sĩ điều trị hoặc là cái cơ sở làm đẹp có uy tín. Những điều cần lưu ý khi làm đẹp bằng phương pháp chỉnh hình gương mặt không phẫu thuật: lựa chọn nơi thực hiện có uy tín, bác sĩ có chuyên môn cao, tìm hiểu kỹ về sản phẩm sẽ sử dụng, tuân thủ những biện pháp bảo vệ và vận động sau khi thực hiện. Cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự là cái vấn đề làm đẹp mà tạo hình không phẫu thuật cho gương mặt là một cái điều mà các bạn trẻ quan tâm rất là nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh những cái trường hợp là chúng ta cảm thấy là hiệu quả rất là tốt,
thì các bạn phải nên nhớ vẫn còn những trường hợp rủi ro vô cùng khi mà chọn những cơ sở không uy tín nè. Cho nên Tường Vi hy vọng rằng các bạn hãy tìm hiểu thật là kỹ, vì đôi khi là chỉ cần một cái rủi ro nho nhỏ thôi cũng sẽ làm thay đổi con người của bạn rất là lớn. Và xin được cảm ơn chị Phạm Thị Bích Na đến từ Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho các bạn của chương trình Đẹp Để Tự Tin có thể hiểu rõ thêm về phương pháp này. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên là chúng ta sẽ có hẹn với nhau vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.